Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung Quốc liên tiếp đón nhận tai nạn lớn từ bão lũ. Kính thưa quý vị khán thính giả, ngày 2 tháng 7, bão Cha Ba đã đổ bộ vào Mậu Danh, Quảng Đông, gây ra các thảm họa ở tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Một tàu công binh bị chìm làm 27 người bị mất tích. Một cổng chào ở Thạch Gia Trang bị đổ do mưa bão lớn, khiến 8 người thiệt mạng. Gần đây, Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, tài sản và tính mạng. Chuyên gia thủy lợi Trung Quốc đang sống và làm việc ở Đức Vương Duy Lạc tin rằng xả lũ không báo trước đã trở thành điều đặc thù của chính quyền Trung Quốc và nhân họa đã trở thành thiên tai. Vừa qua, bão Cha Ba đã đổ bộ vào quận Biên Bạch, thành phố Mậu Danh, Quảng Đông, trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Cha Ba đi đến đâu, những trận mưa to gió lớn tàn phá đến đó. Khi bão Cha Ba đổ bộ vào đất liền, phía đông nam của tỉnh Quảng Đông, phía nam tỉnh Quảng Tây, đảo Hải Nam và những nơi khác tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn xối xả và ngập úng cục bộ. Thành phố Tam Á của đảo Hải Nam đã phá vỡ kỷ lục lịch sử về lượng mưa lớn trong một ngày. Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của tỉnh Quảng Đông sáng sớm đưa tin dưới ảnh hưởng của bão Cha Ba, signal cùng một tàu cần cẩu trên biển mang tên Phúc Cảnh 001 đã bị đứt và con tàu đã bị chìm tại vùng biển gần đảo Hải Lăng thuộc thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông. Tính đến 12 giờ cùng ngày, 3 trong số 30 thuyền viên trên tàu đã được trực thăng cứu hộ của lực lượng không quân Hồng Kông giải cứu, hiện vẫn chưa rõ tung tích của 27 người còn lại. Đoạn video do đội cứu hộ công bố có thể thấy sức gió rất mạnh khiến thân tàu kỹ thuật bị vỡ, sau đó gần như con tàu bị nhấn chìm. Theo lời kể của 3 thuyền viên được cứu, lúc đó thân tàu bị nghiêng và gãy nghiêm trọng, họ chỉ kịp bám vào hàng rào của tàu trước khi trực thăng đến. Trong khi các thuyền viên khác có thể đã bị sóng cuốn trôi trước khi có chiếc trực thăng đầu tiên. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão, vận tải đường sắt toàn tỉnh Hải Nam đã tạm ngừng hoạt động trong hơn 400 chuyến bay tại sân bay Hải Khẩu và Tam Á đã bị hủy. Nhiều đường phố ở khu đô thị Tam Á chìm ngập trong nước, người dân phải chèo thuyền khi di chuyển. Theo NetEasy, chính quyền quận Lộc Tuyền của thành phố Thạch Gia Tra đã phát đi thông báo cho biết do mưa lớn bất ngờ và gió bão, phần mái của cổng chào ở phía bắc của làng Đài Đầu, thị trấn Thượng Trang đã bị sập và rơi xuống từ độ cao 12m, khiến cho 9 người đang trú mưa dưới cổng chào bị đè bẹp. Hiện cơ quan chức năng đã tìm kiếm và cứu hộ, 8 người đã thiệt mạng và 1 người đang được điều trị tại bệnh viện. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của Internet Trung Quốc đại lục và cư dân mạng đã cáo buộc đây là một dự án động phụ. Theo NetEasy, trong những năm gần đây, không hiếm những dự án yếu kém hư hỏng do cắt xén nguyên vật liệu và các nguyên nhân khác, thương vong do tai nạn thì nhiều vô kể. Những công trình như vậy được dân Trung Quốc gọi là dự án đậu phụ. Tờ báo của Trung Quốc này nói rằng việc ăn bớt nguyên vật liệu là nguyên nhân chính dẫn đến sự tồn tại của dự án bã đậu. Theo tính toán sơ bộ của các ban ngành liên quan, các công trình có hiện tượng này chiếm tới 85% tổng các công trình xây dựng. Theo bài báo của NetEasy, có một quy luật bất thành văn là 1/3 số tiền của dự án được dùng để hối lộ. Có nhiều lớp thầu phụ của các thế lực ngầm và những kẻ trục lợi và còn có tồn tại vấn đề mượn bằng cấp của người khác để tiếp quản một dự án, sau đó phải trả cái gọi là phí quản lý. Những ngày gần đây, Trung Quốc đại lục thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Vào tháng trước, khu vực Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, sạt lở đất đá thường xuyên xảy ra, khiến nhiều ngôi nhà bị sập và nhiều người thiệt mạng. Thời tiết cực đoan không chỉ gây ra thương vong, thảm họa trong khu vực mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, lượng mưa lớn do bão Cha Ba gây ra đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản ở những vùng bị ảnh hưởng. Trước khi cơn bão Cha Ba đổ bộ vào Trung Quốc, khiến các tỉnh Quảng Đông và khu vực phía Nam Trung Quốc hứng chịu lượng mưa lớn và lũ lụt trong nhiều tuần. Nhiều ngôi nhà bị phá hủy, giao thông tê liệt, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn vào giữa tháng trước, thiệt hại kinh tế chỉ riêng quận Tân La, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến đã vượt quá 300 triệu nhân dân tệ, tương đương 45.000 đô la Mỹ. Hơn 50 ngôi nhà bị sập và 37.571 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
Trong những năm qua, lũ lụt đã xảy ra ở vùng trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử hầu như mỗi năm, xu hướng ngày càng nặng nề hơn. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, từ năm 2010 đến năm 2016, trung bình mỗi năm có hơn 180 thành phố ở Trung Quốc bị ngập lụt. Theo tài liệu công khai, trước năm 1949, lưu vực sông Châu Giang trung bình 24 năm sẽ ngập lụt một lần. Kể từ sau năm 1949, lũ lụt xảy ra 3 năm một lần. Trong những năm gần đây, lũ lụt xảy ra hàng năm. Từ năm 2020 đến năm 2022, Dương Sóc thuộc thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây phải hứng chịu lũ lụt trong 3 năm liên tiếp và tháng 6 năm nay Dương Sóc đã bị ngập lụt 3 lần. Một số người cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến các thảm họa lũ lụt ngoài việc thời tiết càng khắc nghiệt thì nguyên nhân chính là do con người tạo ra. Shao Up Hope đã tổng kết một số nguyên nhân trong bài viết của mình như sau. Đầu tiên là sự yếu kém và quy hoạch không hợp lý của hệ thống thoát nước đô thị. Điều này chủ yếu thể hiện ở tiêu chuẩn thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng mạng lưới đường ống thoát nước khá thấp, dẫn đến lưu lượng tổng thể đường ống dẫn nước mưa trong hệ thống thoát nước tương đối nhỏ. Trong trường hợp xảy ra mưa lớn, nước không thoát kịp dẫn đến khu đô thị bị ngập úng. Quan trọng hơn là thảm họa xảy ra hết năm này qua năm khác, thế nhưng hệ thống thoát nước vẫn không thực sự được cải thiện. Thứ hai, sự phát triển của ngành bất động sản Trung Quốc diễn ra quá nhanh trong vài thập niên qua đã chiếm dụng các bãi bồi ven sông, làm chúng mất đi tác dụng hồ chứa thiên nhiên. Tuy nhiên, do vấn đề trầm tích địa chất ở vùng ngập lụt đã gây ra vấn đề về chất lượng của các công trình xây dựng ở đó, thậm chí trở thành công trình bã đậu. Tiến sĩ Vương Duy Lạc, một chuyên gia về thủy lợi ở Đức, đã có một bài phỏng vấn với đài Epoch Times, đưa ra góc nhìn của ông về tình hình hiện nay xảy ra lũ lụt ở nhiều nơi miền Nam Trung Quốc và lý do đằng sau thảm họa này. Ông tin rằng chính quyền Trung Quốc đã biến mùa lũ thành nạn lụt, thiên tai, thành nhân họa và việc xả lũ không cảnh báo trước cho người dân là một trong những nguyên nhân chính. Có 3 lý do dẫn đến việc xả lũ không cảnh báo trước. Thứ nhất, dự báo thời tiết không chính xác nên không thể dự đoán chính xác thời gian mùa lũ và lượng mưa trong mùa lũ. Thêm vào đó, dung tích của hồ chứa ở Trung Quốc ngày càng nhỏ nên không thể chứa nổi lượng nước trong mùa lũ. Lý do thứ ba và quan trọng nhất là chính quyền Trung Quốc né tránh việc bồi thường cho người dân bằng cách đổ lỗi cho ông trời. Vương Duy Lạc phân tích rằng, nếu chính quyền nói rằng bây giờ sẽ cảnh báo sắp xả lũ, vậy thì chính quyền phải bồi thường cho tất cả những thiệt hại về người và tài sản phát sinh sau đó, bởi vì người dân đã phải chịu ảnh hưởng từ việc chính quyền xả lũ. Nếu chính quyền nói rằng không còn cách nào khác phải xả lũ khẩn cấp do cơn mưa xối xả của ông trời, chính quyền Trung Quốc lại đùn đẩy trách nhiệm lên ông trời, do đó họ sẽ không cần đền bù. Ông Wang Weilu cho rằng sự tàn phá của việc xả lũ lớn hơn nhiều so với lũ lụt tự nhiên. Việc xả lũ từ các hồ chứa đã gây ra nạn lụt ở nhiều nơi từ năm này qua năm khác, biến thiên tai thành nhân họa. Việc xả lũ không cảnh báo trước đã trở thành điểm đặc thù của chính quyền Trung Quốc. Thảm họa lũ lụt cấp 2, mưa lớn liên tục ập đến Quảng Tây. Gần đây, nhiều nơi ở Quảng Tây, Trung Quốc đã bị bao vây bởi lũ lụt. Mưa lũ đã phá hủy nhiều cây cầu và hệ thống đường xá, mực nước của hàng chục con sông vượt quá mức cảnh báo. Huyện Rongshui, thành phố Liễu Châu, mưa cực lớn dẫn đến tai nạn chết người. Theo Xiangxiang Morning News, mưa lớn đã diễn ra ở khu vực khác nhau ở Quảng Tây, trong đó lượng mưa lớn nhất xảy ra ở huyện Rongshui là 387,9mm, đạt mức cường độ mưa cực lớn. Vì mưa quá lớn, một thảm họa địa chất đã xảy ra tại huyện Rongshui vào ngày 18 tháng 6. Lũ lớn đã cuốn trôi 5 căn nhà bằng gỗ. Theo The Paper, một bé gái được cứu tại hiện trường, nhưng 2 người đã bị vùi lấp trong nhà và 3 người mất liên lạc. Tính đến 13 giờ 8 phút ngày hôm qua, 3 trong số 5 người mất tích đã được tìm thấy, 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng. Ngô Châu cảnh báo sớm mực nước vượt quá 27m. Sintangren đăng một đoạn video cho thấy một trận lũ quét bùng phát ở thành phố Ngô Châu, lũ bao vây thành phố và đường cao tốc bị cuốn trôi. Cô Ly, một công dân của Wuyu, nói với Sintangren rằng cô nhận được thông báo một trận lũ lớn trong thế kỷ sẽ bùng phát trong khu vực. Cô Ly nói, tôi đang ở Wuyu bây giờ. Cư dân gần bờ kè trong lũ đã được sơ tán và những vật dụng được chuyển đi. Mấy ngày nay trời mưa, nước thượng nguồn cũng sẽ dâng cao. Khi các con sông hội tụ và cùng chảy thì nước sẽ dâng về phía ta. Kè dâng lên thì nước cũng dâng theo. Quận Giang Su, thành phố Quế Lâm di tản trường học.
Đoạn video cho thấy một trận lũ lụt đã bao vây thành phố ở quận Yeongsu, thành phố Quế Lâm. Ông Wang, một cư dân của làng Jinbao, quận Yeongsu, nói với Sintongren rằng một trận lũ lớn đã bùng phát trong khu vực, các con đường bị phá hủy và các cây cầu bị gãy. Ông Wang nói thị trấn Jinbao của chúng tôi tương đối nghiêm trọng và hiện đã bị ngập lụt. Sau 12 giờ ngày hôm qua, tình trạng nghiêm trọng hơn. Lượng mưa lớn lũ quét bùng phát, một số nơi mà các con đường bằng ván gỗ không vào được đã bị nhấn chìm. Thị trấn Jinbao của chúng tôi bị ngập, khu chợ nơi chúng tôi ngập gần 1 mét nước. Sau 1 hoặc 2 giờ chiều hôm qua, trường tiểu học đã được di chuyển và sơ tán. Những thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.